cận cảnh sinh vật khổng lồ không xác định dạt vào bờ biển Malaysia khiến cộng đồng mạng đồn đoán là quái vật. Mới đây thì xác của một sinh vật lớn gấp 4 đến 5 lần người trưởng thành có dấu hiệu đang phân hủy đã dạt vào bờ biển Thanh Lo Melano ở Lundua, Malaysia. Khi phát hiện ra khối thịt khổng lồ này, nhiều người dân địa phương đã vô cùng sợ hãi vì nó không giống bất kỳ sinh vật nào con người đã từng biết đến. Mặc dù vậy, một số người vẫn tin rằng những khối thịt như thế này được gọi là đốm màu và thường là hài cốt đã phân hủy của cá voi, cá mập hoặc là bạch tuộc. Tuy nhiên, để xác định rõ hơn về nguồn gốc của chúng thì các nhà khoa học sẽ phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm DNA. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã để lại những comment thảng thốt như sau. Ôi, mấy ông chú kia can đảm quá, không sợ bị mắc bệnh truyền nhiễm hả ta? Nhìn xa giống như là mực khổng lồ, nhìn gần thì khóc thét. Nhìn qua điện thoại thôi mà tôi cũng thấy nổi da gà, chứ đừng nói là ra đó để ngắm nó. Thực tế thì con người chúng ta chỉ mới khám phá được 5% đại dương mênh mông mà thôi. Nên khối thịt này liệu có phải là một sinh vật bí ẩn nào đó chưa được khám phá hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn. Nó có thể là quái vật Kraken, một loại quái vật biển huyền thoại có đặc điểm giống như là bạch tuộc. Nó cũng có thể là nàng tiên cá, người từng xuất hiện trên một hòn đảo ở Papua New Guinea vào tháng 10 năm ngoái, thu hút hàng nghìn người đến xem. Hay thậm chí nó chỉ là những sinh vật biển kỳ lạ như là cá mập bị mất gan, một con quái vật có lông hay là một đốm màu kỳ dị nào đó. Những thứ dạo gần đây thường làm náo loạn các bờ biển ở nhiều nơi trên thế giới. Còn bạn nghĩ nó là thứ gì? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.